Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang về tình hình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành tỉnh. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, huyện Văn Giang đã ban hành 6 kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về phát triển kinh tế xã hội, 6 tháng đầu năm 2022, ước thu ngân sách của huyện Văn Giang ước 9.770 tỷ đồng, đạt gần 160% so với kế hoạch. Huyện có 10 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 19 trên 83 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện Văn Giang đang đề nghị thẩm định và công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là các xã Thắng Lợi, Long Hưng, Xuân Quan. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được củng cố, xây dựng đảm bảo đồng bộ và liên kết chặt chẽ giữa các vùng, khu vực, thúc đẩy cho sự phát triển và phù hợp với quy hoạch đô thị của huyện. Huyện Văn Giang đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đô thị, giải tỏa được 72 trên 98 trường hợp vi phạm kế hoạch số 93. Huyện Văn Giang đã có 11 kiến nghị đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đó là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thống nhất quy định tiêu chuẩn về trình độ văn hóa đối với chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn theo hướng là có trình độ văn hóa trung học cơ sở trở lên, hướng dẫn cụ thể để cấp kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị để huyện làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch, xây dựng chương trình phát triển đô thị, sớm triển khai đầu tư dự án đường vành đai 3.5, quan tâm đầu tư đường 379B, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc đầu tư hạ tầng tại các cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đối với xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các thửa đất giao không đúng thẩm quyền, nhưng các hộ gia đình cá nhân không còn giữ được giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Sớm ban hành quy chế đấu giá đất, quyền sử dụng đất để cho thuê, cho nhân dân làm nhà ở, đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý giám sát, thực hiện việc cắm mốc chỉ giới, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, lập và bàn giao hồ sơ quản lý phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi cho Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, lãnh đạo các sở ngành tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trả lời những ý kiến kiến nghị của huyện Văn Giang, đồng thời gợi mở một số vấn đề để huyện tháo gỡ những khó khăn cũng như định hướng chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Văn Giang đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh việc đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư. Huyện Văn Giang cần rà soát, cập nhật lại các tiêu chí đô thị để trên cơ sở đó điều chỉnh xây dựng đô thị loại 4 cho toàn huyện. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với huyện Văn Giang sớm khảo sát để triển khai xây dựng đường 3.5. Huyện Văn Giang sớm xây dựng lập quy hoạch chung đô thị của Văn Giang. Đối với vấn đề này, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng sớm hoàn thiện báo cáo trước ngày 10 tháng 6. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Văn Giang, đặc biệt là việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, được cụ thể hóa thông qua các chương trình kế hoạch để thực hiện. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế mà huyện Văn Giang cần khắc phục như tình hình phát triển đảng viên còn thấp, công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế, một số vụ việc vi phạm chưa được xử lý kịp thời, một số chủ trương, đề án lớn của tỉnh chưa được triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến.
công tác kiểm tra quản lý đất đai xây dựng còn hạn chế, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo chưa kịp thời, tình hình giải ngân vốn đầu tư công do cấp huyện và xã làm chủ đầu tư còn rất chậm. Thì huyện của chúng ta thì phát triển dựa trên cơ sở ba cái trụ cột quan trọng. Một là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cái thứ hai nữa thương mại dịch vụ và cái thứ gắn với đó là cái sự phát triển đô thị và kinh tế đô thị ở đây. Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện Văn Giang thì đề nghị các đồng chí là cũng phải tập trung đầu tư phát triển các cái hệ thống hạ tầng giao thông thôi, từ những trục chính 3,5 rồi 4 rồi di sản, thì cái đấy là thuộc các cái dự án trọng điểm của tỉnh rồi. Thế nhưng mà những cái đường xương cá, đường kết nối thì cái này các đồng chí cũng nên chủ động đấy, đề xuất triển khai đấy, làm sao đó để tăng cường cái kết nối, gia tăng cái độ mở của Văn Giang. Đấy, Văn Giang có một lợi thế rất quan trọng mà sẽ đi, đấy là kinh tế đô thị và thương mại dịch vụ. Đấy, về đầu tư cơ sở hạ tầng thì tôi cũng đề nghị các đồng chí là tập trung các công trình, các dự án để hướng tới hoàn thiện các tiêu chí về đô thị để làm sao đến năm 2023 không phải vùng trung tâm của thị trấn Văn Giang là đô thị loại 3, mà đến năm 2025 là cả cái huyện Văn Giang này phải lên đô thị loại 4 và phấn đấu trở thành thị xã, và đến năm 2030 cả huyện Văn Giang này trở thành đô thị loại 3. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh thực hiện kỷ luật kỷ cương, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác quy hoạch cán bộ, tăng cường kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, tăng cường phòng chống tham nhũng, nâng cao vai trò công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc giám sát phản biện xã hội, triển khai các nghị quyết, quyết định bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy thống kê hết các ý kiến, kiến nghị của huyện Văn Giang nói riêng và các huyện Khói Châu, Yên Mỹ để chuyển Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.